Kim Cang Giảng Ký Tập 253 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhất thiết học nhân Đương tùng thử quán Tùy thuận nhi nhập Tổng kết Kinh Kim Cang Chính là hai câu một bài kệ này hai câu chính là bất thủ ư tướng như như bất động một bài kệ chính là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh là bài kệ này toàn kinh đến cuối cùng chính là sáu câu này làm tổng kết những gì mà toàn kinh nói không ngoài sáu câu này chúng ta đem cái đạo lý này làm rõ ràng rồi ý nghĩa làm sáng tỏ rồi phải tu quán từ cái chỗ này đem tư tưởng kiến giải quan niệm của chúng ta điều chỉnh trở lại thượng theo mà vào cách tu học này là ở mỗi lúc ở mọi nơi đều không được quên đặc biệt là trong khi chúng ta đối diện với cảnh giới bên ngoài khởi tâm động niệm thuận với tâm ý của mình thì sanh tâm ưa thích sanh tâm tham cái này là sai rồi bạn đem cái bài kệ này đọc một lần tâm của bạn khôi phục bình tĩnh rồi không thuận theo ý của mình nghịch cảnh bạn sanh phiền não sân hận đố kỵ chướng ngại sanh loại tâm này lên rồi bạn mau mau đem cái bài kệ này đọc một lần để cho nó đem những thứ ô nhiễm này trong tâm của bạn trừ sạch bài kệ này rất hay bạn hiểu càng rõ ràng càng thấu triệt thì cái sức mạnh đó sẽ càng lớn nhất định phải dùng vào trong đời sống bạn không dùng thì bản thân sẽ không có được lợi ích nhất định phải biết dùng tùy thuận nhi nhập từng giây từng phút dùng cái tiêu chuẩn này để nhìn tất cả người việt Nhìn tất cả hiện tượng Không những nhìn những người diệt hiện tượng này trước mắt chúng ta Cũng vậy dùng bốn câu này Nhìn hiện tượng trong lục đạo luân hồi Nhìn hiện tượng trong thập pháp giới y chánh trang nghiêm Như vậy chúng ta đối với cõi trời Cũng không lưu luyến Cũng không trụ bao nhiêu người mong ước sanh thiên. Phước báo của thiên nhân lớn, tuổi thọ dài, tướng mạo trang nghiêm, thiên cũng không muốn đến, thì phú quý nhân gia có gì để lưu luyến nữa chứ? Đều không còn nữa. Không những vua trời thỉnh ta đi làm, ta cũng không làm nhân gian tổng thống gì đó còn đi tranh cử đâu có loại đạo lý này chứ không có cái đạo lý này ngoài tam giới ra a la hán biết chi phật bồ tát thậm chí là phật ta cũng buông xả cũng không cần đến như vậy mới có thể thoát khỏi thập pháp giới Thoát khỏi thập pháp giới Mới có thể tìm lại chính mình Ở trong thiền tông nó là Mặt mũi xưa nay Trước khi cha mẹ chưa sanh ra Bạn mới có thể thật sự Tìm lại được bản lai diện mục của chính mình Bản lai diện mục là gì? Trên kinh đại thừa nói là Phật như như vốn dĩ là Phật thử quán chánh thị kim cang trí huệ bác nhã là đại trí huệ kim cang bác nhã là thù thắng nhất ở trong trí huệ kim cang bác nhã ở đâu vậy chính là bài kệ này thường xuyên dùng bài kệ này quán chiếu thì trí huệ của bạn liền sanh ra ngay bạn sẽ không bị mê mất tự tánh không bị mê mất phương hướng hay nói cách khác sẽ không bị mê mất niềm hạnh phúc vui sướng mỹ mãn của bạn nói lời nói này mọi người nghe thấy sẽ dễ dàng hiểu hơn tại vì sao bạn bị nhiều khổ nạn chứ gì đã mê mất tự tánh Giác ngộ rồi thì thế gian này không có khổ Có niềm vui chân thật Ưng ừ như thị thọ trì Như thị diễn thuyết Trên Kinh Kim Cang Đối với diễn thuyết nói quá nhiều, quá nhiều lần rồi Có thể thấy Phật vô cùng xem trọng Đối với cái sự việc này Chúng ta đọc thấy trên Kinh này Từ đầu đến cuối Kinh Kim Cang hoàn toàn không dài Phật chỉ dạy chúng ta thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Câu nói này đã nói nhiều đến bảy tám lần. Vậy là cho thấy Phật xem trọng đối với điều này. Thọ trì là bản thân chúng ta được lợi ích. Thọ trì chính là phải làm theo. Thọ trì không phải ta mỗi ngày đem cái kinh này đọc một lần gọi là thọ trì. Cái đó không phải. Cái đó gọi là đọc tụng. Thọ trì là y giáo phụng hành. Cũng chính là nương theo cái cương lĩnh này mà khởi khoáng. Bản thân được lợi ích rồi. Nếu như tất cả chúng sanh không giác ngộ, tất cả chúng sanh còn mê hoặc chúng ta cũng phải bị phiền toái một nhóm người mơ hồ chỉ một mình bạn sáng suốt thế thì cuộc sống của bạn cũng khó sống rồi bạn phải ứng phó với một nhóm người mê hoặc điên đảo này nhất định phải làm cho mỗi người đều giác ngộ thế thì bạn phải diễn thuyết như thị hiện nay ở trên cái thế gian này người giảng kinh không nhiều quá ít quá ít rồi muốn đem cái kinh này giảng rõ ràng giảng minh bạch thế thì càng ít hơn nữa rồi chúng ta lần này cái duyên phận này rất thù thắng Rất không dễ dàng Bộ kinh này từ năm ngoái giảng đến ngày nay Hội trưởng Dương vừa mới nói với tôi Chúng ta tổng cộng giảng 124 lần Một lần 2 giờ đồng hồ Là 248 giờ đồng hồ Thật không dễ dàng Duyên của chúng ta vô cùng thuộc thắng Sự kỳ vọng của chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức đối với chúng ta Chính là câu sau cùng này Vĩnh vĩnh lưu thông Thử Thiệu Long Phật Chủng Chi Vô Thượng Đại Pháp Giả Ý nghĩa của Thiệu Là tiếp tục là truyền thừa Truyền thừa đời đời Từng đời từng đời truyền xuống Long là phát huy rực rỡ Chúng ta tiếp nhận từ đời trước vào tay của mình Không những phải truyền đến đời kế tiếp Còn phải đem nó phát dương quang đại vĩnh viễn đang lưu thông đây là tự hành hóa tha hiển thị bi nguyện đại từ đại bi vô tận giảng kinh thuyết pháp nói thật ra không phải là việc khó nhưng mà cũng không được cho nó là dễ dàng cho là dễ dàng rồi thì bạn sẽ không có tiến bộ cho là quá khó thì bạn sẽ không dám học tập đặc biệt là đại pháp viên đúng như thế này Người mới học chúng ta có thể học kinh này hay không vậy? Là có thể Phần trước nói Duyên ngộ không động Câu nói này Đại sư Thiền Đạo thật sự là nói quá tuyệt vời mấy ngàn năm nay sự nghi hoặc của đại chúng được một câu nói của chính ngài giải nghi rồi duyên ngộ không động học giảng kinh cùng với học những thứ của thế gian này ở trên nguyên lý nguyên tắc là giống nhau nhất định phải nhận thức rõ ràng phải thâm nhập một môn nhưng mà xã hội hiện đại khác với xã hội cổ đại trung quốc phương pháp dạy học hiện nay rất khó khăn nếu như dùng phương pháp dạy học hiện nay để học giảng kinh thì có thể cả đời cũng không thể thành công cổ đại trung quốc Cách dạy học thế suốt thế gian Xem trọng kế nghiệp thầy Cho nên họ thành tựu nhanh chóng Chúng ta đọc sách xưa Trung Quốc Những người ăn học Qua các đời này Chưa đầy 20 tuổi hai mươi tuổi đã trưởng thành. chưa đầy hai mươi tuổi, người của thời trước đây, đổ cử nhân, tú tài thì không tính rồi. Người đổ cử nhân tiến sĩ rất nhiều. Cái gì nên biết? Đổ cử nhân tiến sĩ là có thể đảm nhiệm thủ trưởng của địa phương, trưởng huyện thị hiện nay. rất nhiều Đó không phải là giả Thời chúng ta hiện nay nhìn thấy 18-19 tuổi là trẻ con Chúng biết cái gì Còn họ cái gì cũng biết Họ có thể quản lý một địa phương Đầu năm dân quốc Chúng tôi ở Đài Loan Còn gặp được một vị cư sĩ Trương Linh 19 tuổi đã làm trưởng huyện vì này đã qua đời rồi Khi cựu tổng thống ra đi Sau khi ra đi Ông sáng tác bài hát Tưởng niệm tổng thống Chính là do ông sáng tác Ông 19 tuổi làm trưởng huyện Đó là người tài của tỉnh Hồ Nam Tiếp nói thầy là vô cùng quan trọng học theo một thầy cho nên trước đây quan hệ thầy trò còn thân mật hơn so với quan hệ cha con là hoàn toàn khác so với thầy trò hiện đại này thầy trò hiện nay không có quan hệ có quan hệ gì chứ trước đây thầy trò như là cha con vậy con cái của thầy không có khác gì so với anh em ruột của mình là có cái quan hệ mật thiết như vậy cho nên thầy đối với học trò toàn tâm toàn lực chăm sóc giúp đỡ họ ở trong cửa phật tục ngữ cửa phật thường nói đạp lên đỉnh tỳ lô mà đi Tỳ Lô Giá na Phật là báo thân Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân Phật. Cũng không nói Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng hóa thân, không thấm tháp gì, nó là báo thân. Là Tỳ Lô Giá Na Phật trong kinh Hoa Nghiêm. Sao nói đạp lên đỉnh mà đi vậy, đạp lên trên đỉnh thì bạn đã vượt qua ngại rồi. Cái gọi là con hơn cha là nhà có phúc Chính là cái đạo lý này Học trò nhất định cao siêu hơn thầy Nếu như học trò không cao hơn thầy Thì vị thầy đó sẽ bị người trong xã hội trách mắng Xem thường Bạn bỏng sẻn pháp không chịu dạy học trò Học trò nhất định cao siêu hơn thầy Vì sao vậy? Thời đại đang tiến bộ cả xã hội đang tiến bộ nếu như học trò là đời kế tiếp nếu họ không thể cao siêu hơn thầy thì họ làm sao có thể ứng phó với cái xã hội càng phức tạp hơn kế tiếp người trước đây hiểu rõ cái đạo lý này làm sao lấy tinh hoa của thầy làm nền tảng cho mình đây chính là đạp lên vai của thầy đạp lên đỉnh đầu của thầy mà đi bạn hiểu được cái nguyên lý này hiểu được cái phương pháp này thì giảng kinh có gì khó đâu chứ tôi lúc mới học phật gần gũi với lý lão sư là muốn đến chỗ của thầy nghe kinh không có muốn học giảng kinh cuối cùng khi nhìn thấy cách dạy học của thầy Chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ Hóa ra sự việc nó là như vậy Cho nên Bạn học cùng lớp của chúng tôi Lúc đó cùng nhau học giảng kinh Có một vị tuổi tác cao nhất Là cư sĩ Lâm Kháng Trị 60 tuổi Tôi vào lúc đó Là khoảng chừng 31-32 tuổi À 60 tuổi rồi Trình độ gì vậy? tốt nghiệp tiểu học 60 tuổi tốt nghiệp tiểu học Ra để học giảng kinh Học bao lâu vậy? Xin thưa với các vị một tháng Một tháng là biết giảng rồi Cách giảng như thế nào vậy? Lấy cái nền tảng này của thầy Là đứng trên vai của thầy Thí dụ Chúng ta lần này giảng là Kinh Kim Cang Tôi đã giảng 200 giờ đồng hồ 248 giờ Đại khái tính thành 250 giờ đồng hồ Hiện nay bạn học giảng Kinh Kim Cang Thời gian bao lâu vậy? Cho bạn 25 giờ đồng hồ Là một phần mười Bạn lấy một phần mười trong những gì tôi giảng này để giảng Bạn nghĩ xem bạn không phải giảng hay hơn tôi không? Tôi giảng linh tinh lan tan quá nhiều Cái bạn giảng đều là tinh hoa của tôi Bạn không phải đứng trên vai của tôi, đứng trên đỉnh đầu của tôi Vậy đó là gì? Chính là cái đạo lý này Các đồng tu lấy băng ghi âm để viết giảng ký Đây chính là cơ sở sau khi viết xong rồi Bạn hiểu được cái nguyên lý này Biết được cái phương pháp này Bạn học bộ kinh này Quyết định không tham khảo sách tham khảo khác Hoàn toàn chọn dùng cái này của tôi Nếu như bạn tham khảo những tư liệu khác vào Thì sai rồi Thế là bạn đã xen lẫn những thứ khác Vậy thì không gọi là kế nghiệp thầy Kế nghiệp thầy là học theo một người Tiêu chuẩn vào thời xưa Phải học bao lâu vậy? 5 năm Trong 5 năm quyết định học với một người Sau 5 năm nền tảng của bạn đã vững chắc rồi Bạn có thể tìm hiểu những thứ khác Có thể tìm những tham khảo khác Phạm vi của lấy tài liệu có thể rộng Trong 5 năm nhất định là cái của thầy Ngoài thầy ra không được xen lẫn bất kỳ thứ gì vào Bạn liền thành công ngay đem cái diễn giảng này cô động lại thành một phần mười bạn lấy tài liệu chỉ lấy một phần mười của tôi hay nói cách khác chín phần mười những gì mà tôi giảng bạn đều không cần đều loại bỏ nó hết nguyên tắc của lấy tài liệu có bốn chữ đây là người mới học cần phải nhớ kỹ chữ thứ nhất là giảng đơn giản không được phức tạp kinh văn này từng câu từng chữ giảng rất rõ ràng rất minh bạch là tốt rồi chữ thứ hai là dễ dàng không được khó người ta rất dễ dàng nghe hiểu khi nghe đến một chút cũng không khó. Dễ mà không khó. Đây là yếu lĩnh rất quan trọng. Chữ thứ ba là cản, không sâu những thứ bạn lấy tôi giảng sâu không cần bản thân ta hiểu rồi nghĩ thấy người mới học họ nghe không hiểu những thứ đó không cần đến phải cạn mà không sâu chữ thứ tư phải rõ giảng rất rõ ràng rõ mà không muội muội chính là giảng không rõ ràng câu kinh văn này không có giải thích rõ ràng cái này không được phép bạn chỉ cần giữ vững bốn cái tiêu chuẩn này Đem những gì tôi giảng Loại bỏ 9 phần 10 Chỉ lấy 1 phần 10 Bạn đi ra giảng là được rồi Bắt đầu giảng Cách giảng như thế nào vậy? Có thể tìm đến nhà người ta để giảng Ba người, năm người nghe Giảng không được gián đoạn dạy và học cùng tiến bộ Bạn giảng một lần thì bạn sẽ thâm nhập sâu hơn một nấc bạn có thể giảng 10 lần cơ thể nói cơ sở của bạn đã vững chắc rồi Giảng liên tục như vậy Giảng 5 năm Bạn đã đặt nền tảng xuống rồi Sau 5 năm Thì có chỗ ngộ Ra hoa kết quả rồi Bạn mới có thể học rộng nghe nhiều cho nên ở trong 5 năm, năm Nhất định phải tuân thủ cái nguyên tắc này Tuân thủ tiếng nói của một nhà Quyết định không xen tạp bất kỳ thứ gì vào trong đó Đây gọi là kế thừa thầy Bạn hiểu được kế thừa thầy Thì đại pháp viên đúng Nhất thừa ta vừa mở đầu là có thể học Không phải không thể học Đây chính là vừa rồi mới nói Do duyên ngộ không đồng Cho nên Phật thật sự là Vô số lần khuyến khích chúng ta như vậy Chúng ta cần nên phát tâm Thọ trì đọc tụng Vì người diễn thuyết Sau cùng chúng ta xem Chánh kết lưu thông Phật thuyết thị kinh dĩ Trưởng lão tu bồ đề Cập chư tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di Nhất thiết thi gian thiên nhân Atula văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ tính thọ phụng hành. Chúng ta xem tiểu chú. Bộ kinh này vậy là giảng xong rồi. Đoạn văn này là do Tôn giả A Nan ghi lại. Sau khi kinh giảng xong, những tình trạng mà đại chúng nghe pháp này Thọ Bồ Tát giới Hậu tắc xưng Bồ Tát giới U Bà Tắc ưu Bà Di Giai khả giảng kinh thuyết Pháp Đắc xưng Pháp Sư Duy bất khả bị Nhân tác truyền thọ quy giới sư Nhân tự kỷ vị thọ cổ túc giới chi cố Đây là nói rõ các đồng tu chúng ta Đều nên Phát tâm đi ra giảng kinh Thuyết pháp Lợi ích công đức Của việc giảng kinh Rất lớn Chúng tôi nói Tiêu nghiệp chướng Tiêu nghiệp chướng phương pháp có hiệu quả nhất Chính là giảng kinh Chúng tôi trước đây Ở dưới hội của Lý Lão Sư Học trò của Thầy rất nhiều Thầy nhìn thấy học trò Có một số người tướng mạo rất mỏng manh Người rất mỏng manh Đại khái hầu hết mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra được Không có phước Đoán mạng Nhìn thấy loại người này Thì Thầy đặc biệt khuyên họ ra đi học giảng kinh quả thật là có thể chuyển đổi vận mạng của mình có thể chuyển đổi tôi lúc còn trẻ tước mạo rất mỏng manh tôi lúc trẻ chụp hình nếu các chị nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ rất ốm một chút phước báo cũng không có thật sự là tướng đoản mạng Trước đây có rất nhiều người xem tướng chấm tử vi, chấm cho tôi không thể sống đến 45 tuổi. Tôi năm nay 70 tuổi rồi. Phước báo xem như cũng không tệ. Cái này thấy đều là sau khi học Phật tu mà có được. Là hậu thiên không phải do tiên thiên, là do hậu thiên có thể nói hiệu quả vô cùng thù thắng bạn đã đi cái con đường này đồng tu tại gia cũng vậy bỏ ra thời gian nhàn rỗi một tuần giảm một lần là được rồi nhưng mà quyết định không được gián đoạn chỉ ít phải duy trì một tuần giảm một lần không được gián đoạn không được gián đoạn hiện nay nói lời thành thật đồng tu tại gia muốn học giảng kinh dễ dàng xuất gia học giảng kinh khó cái gì thử nghĩ xem có đạo tràng nào sẽ để cho những người xuất gia trẻ tuổi để cho bạn ở đây học giảng kinh đây là gì không thể bạn biết giảng rồi thế thì lão hòa thượng làm thế nào Và những người sư huynh đệ cùng thế hệ giống như bạn Có người nào không đố kỵ chướng ngại Không có cơ hội Hiện nay thật sự giảng kinh thuyết Pháp Thì cơ hội của cư sĩ tại gia Nhiều hơn người xuất gia Giá lại thù thắng Bởi vì bạn tại gia Bạn bè thân thích của bạn rất nhiều Tôi cứ mỗi tuần đến nhà bạn giảng cho bạn bộ kinh Kim Cang Ba người, năm người nghe Thính chúng sẽ càng ngày càng nhiều Bởi vì bạn giảng tuyệt vời Bạn giảng nhất định là hay hơn tôi Các bạn lấy là tinh hoa của tôi mà Những thứ linh tinh lang tan của tôi Bạn đều loại bỏ hết rồi Đều không cần rồi Bạn hiểu được cái nguyên lý này Bạn mới biết cái việc này không khó Cái sự việc này có thể làm Học giảng kinh Luyện tập giảng kinh Đến khi giảng được rồi Giảng rất hay rồi tiếp đó đi thọ bồ tát giới cái bồ tát giới đó là hình thức để tránh người ta phỉ báng bởi vì bạn đã thọ bồ tát giới rồi thì bồ tát có trách nhiệm phải giảng kinh cho nên bồ tát tại gia có trách nhiệm giảng kinh người xuất gia cũng không thể phê bình đối với bạn giả lại nói lời thành thật giảng kinh lên tòa là thay mặt phật thuyết pháp cư sĩ giảng kinh thăng tòa là thay mặt phật thuyết pháp chúng ta người xuất gia đi nghe trước tiên cũng phải lễ ba lễ bạn bước xuống bục bạn là thân phận cư sĩ khi bạn lên bục bạn là thay mặt phật thuyết pháp cái thân phận đó khác nhau rồi cho nên cái điểm này chúng ta phải biết rất nhiều người không hiểu cái đạo lý này không biết sự thật chúng ta xem kinh phật khi Phật năm xưa còn tại thế Cư sĩ Duy Ma là cư sĩ tại gia Ông là cư sĩ đã thọ với Bồ Tát Cư sĩ Duy Ma giảng kinh Xá lợi Phất một kiền liên Đây là đại đệ tử của Phật Đi nghe kinh nhất định phải đảnh lễ ba lễ Nhiễu phải ba dòng Cái nghi lễ đó hoàn toàn giống như đối với Phật vậy Không có khác Phật Pháp là sư đạo Sư đạo thì thầy là lớn nhất bất luận bạn là tại gia hay xuất gia thay là lớn nhất khi bạn thăng tòa là thay mặt phật thuyết pháp đây là lớn nhất bước vào cái phật đường này thì bạn phải nên hành lễ đây chính là lễ kính nhất chúng ta nhất định phải biết không phải xuất gia là lớn nhất không có cái đạo lý này đó là quan niệm sai lầm thăng tòa giảng kinh cư sĩ có thể xưng là pháp sư pháp sư hòa thượng đều là tên thường gọi tại gia cũng xưng hòa thượng hòa thượng không phải là để gọi người xuất gia cái này các vị phải biết hòa thượng là gì là thân giáo sư chính là thầy truyền pháp thí dụ bạn hôm nay học giảng kinh với tôi thì tôi chính là hòa thượng của bạn Bạn hoàn toàn nương tựa vào tôi Tôi chính là hòa thượng của bạn Tôi trước đây học giảng kinh Tôi là đã xuất gia rồi Tôi là học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lão cư sĩ là hòa thượng của tôi Hòa thượng là tiếng Ấn Độ Dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là Thân Giáo Sư cách nói hiện nay chính là thầy hướng dẫn thầy trực tiếp truyền pháp cho tôi cho nên quan hệ của hòa thượng là vô cùng mật thiết họ có quan hệ kế thừa pháp sư không có quan hệ kế thừa hòa thượng là có quan hệ kế thừa xem tiếp phần chú giải dưới đây nhược hướng tại gia thiện tri thức thỉnh cầu giảng kinh thuyết pháp vi kỳ đệ tử ý dĩ vi sư tắc cố phô bất khả giả đây là những cư sĩ tại gia làm thầy cư sĩ tại gia những cư sĩ tại gia làm thầy người xuất gia những cư sĩ tại gia làm thầy đều được đây là khi thế tôn xuất hiện vào thời đó đã đem cái điển hình này lập nên cho chúng ta rồi. Duy ma là cư sĩ tại gia, bao nhiêu người xuất gia nhận ngài làm thầy, theo ngài học tập. đệ tử bên cạnh phật cũng là nhận ngài làm thầy. ngài giảng kinh thuyết pháp, có khi phật bảo học trò của mình đến bên đó để nghe. có thể thấy không có bọn giảng pháp, người ta giảng là chánh pháp đâu có sai lầm chứ? Cho nên người xuất gia có thể nhận người tại gia làm hòa thượng, làm thầy. Như kỳ chí nguyện chân thành, kham dĩ giáo hóa, thiện tri thức diệt bất nghi nhất vị tuấn cự giả. Đây là không được phép từ chối. Họ là thật lòng thành ý đến cầu Pháp. Nếu như bạn từ chối họ, chỉ là cắt đứt Pháp thân huệ mạng của người ta. Đây là hoàn toàn không có tâm từ bi, chỉ cần là người chân thành đến cầu học Thì nhất định phải dạy Thử kinh thị đại bát nhã Pháp hội trung chi đệ cửu hội Thả thị vi phát đại thừa Phát tối thượng thừa giả thuyết Khả kiến tại hội giả Giai thị phát vô thượng bồ đề tâm Chi đại bồ tát Cố bất biệt liệt giả Đây là nói Những đại chúng mà phía trước Đã liệt kê ra trong đó có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di ngài không có liệt kê chúng bồ tát vì sao không có liệt kê chúng bồ tát vậy ở chỗ này nói ra cho chúng ta nguyên nhân của nó rồi kinh này là kinh đại bát nhã kinh đại bát nhã tổng cộng có 600 trăm quyển tổng cộng có 16 sáu hội đây là một phần của hội thứ 9 ở trong kinh đại bát nhã là một quyển ở trong 600 trăm quyển đây là nói rõ Kinh Kim Cang Bát Nhã là từ đâu mà có. Là một quyển ở trong hội thứ chính của Kinh Đại Bát Nhã. Đây là cương yếu của toàn bộ Bát Nhã. Là tinh hoa của toàn bộ Bát Nhã. Trên Kinh nói rất rõ ràng là nói cho người phát đại thừa, phát tối thượng thừa. Không phải nói cho người thông thường Từ đó cho thấy năm đó những người tham gia pháp hội này đều là đại bồ tát phát tâm bồ đề vô thượng sau khi phật diệt độ rồi chúng ta ngày nay cái hội này các vị đến tham dự cũng là đại bồ tát phát tâm bồ đề vô thượng đây là giống nhau nếu không phải phát đại thừa phát tối thượng thừa thì tuy bạn đến nghe cũng không có được lợi ích cũng chính là bạn chưa có nghe rõ ràng Chưa có nghe sáng tỏ Thực sự nghe rõ ràng, nghe sáng tỏ rồi Thì rất quan hỷ, y giáo phụng hành Thế bạn chính là người phát đại thừa Chính là người phát vô thượng thừa Đây là sau cùng Liệt kê ra những đại chúng này Không liệt kê Bồ Tát Đạo lý là ở chỗ này Giai đại quan hỷ giả Văn thử đại pháp Tâm khai ý giải khai là khai ngộ. Giải là bao nhiêu nghi hoặc vô minh. Hiểu lầm thấy đều tiêu mất rồi. Thấy đều xua tan rồi. Cho nên vui vẻ thả tri tính thọ phụng hành. Tiễn thị hà đảm Như Lai độ sanh sự nghiệp. Cái này quả thật là đã biến thân phạm phu của chúng ta Thành thân Bồ Tát rồi Chuyển cái cảnh giới này Chuyển thật sự là quá nhanh quá nhanh rồi Chuyển phạm thành thánh Biết dựa theo cái kinh này mà làm Phật dạy cho chúng ta Vì người diễn thuyết Đây chính là gánh giác sự nghiệp Độ hóa chúng sanh của Như Lai Đương đắc Bồ Đề Thành Phật hữu vọng Hai câu nói này là thật Chỉ cần bạn dựa theo Cái nguyên lý, nguyên tắc này mà làm Thì bạn tiến bộ sẽ vô cùng nhanh chóng Mỗi năm mỗi khác Mỗi tháng mỗi khác Đương đắc Bồ Đề chính là khai ngộ từ tiểu ngộ đại ngộ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh liền thành phật ngay phi đồng tiểu khả cố đại hoan hỷ tại hội đại chúng vô bất như thị cố giai đại hoan hỷ giả chúng ta ngày nay cũng là cái tâm trạng này tính tức tính tâm bất nghịch chi tính tính tâm bất nghịch là kinh văn của bổn kinh cái ý nghĩa này chính là không dựa theo cái phương pháp lý luận này để làm là không được tính tâm như vậy gọi là tính tâm bất nghịch thọ tức thâm giải nghĩa thú chi giải đây là tôn giả tu Tô bồ đề tự mình nói ngài nghe phật nói cái pháp này hiểu sâu nghĩa thú Nhân kỳ hữu bất nghịch chi tính Thâm giải chi thọ Sở dĩ phụng hành Phụng hành chính là thọ trì Phụng là vân theo Tuân theo nghĩa thú mà trên kinh nói Hành là tự lợi lợi tha Tự mình dân theo mà làm Phục quản bố thử kinh Vi nhân diễn thuyết lệnh nhất thiết chúng sanh vô bất giai đại quan hỷ những lời nói này đều là phật ở trên kinh này thường hay nói vậy bảo chúng ta phải nên thọ trì đọc tụng di người diễn thuyết như thị tín thọ phụng hành vụ xử tuệ thủy trường lưu pháp mạch vĩnh thông hai câu nói này là tự hành hóa tha ở trên bổn phận của mình trí huệ không ngừng tăng trưởng phiền não nghiệp chướng không ngừng đang tiêu trừ ở trong phật pháp tu học Hoàng Dương truyền bá Dính diễn là Rất thuận lợi Không có chướng ngại Truyền chi trần kiếp nhi vô trệ Trần kiếp là thời gian Phổ tế vạn loại nhi vô di Câu nói này là nói không gian Thời gian vĩnh viễn truyền mãi xuống không gian là phổ độ hết tẩy chúng sanh hiện tiền vô di là không có bỏ sót một người nào tắt biến pháp giới tận vị lai thử thử kinh xứ tiện thị phật thuyết pháp xứ nơi nào có kinh điển là giống như phật ở đó vậy nhưng mà kinh điển nhất định phải có người thọ trì. Phải có người đọc tụng, diễn thuyết mới có thể sanh ra hiệu quả. Nếu như không có người thọ trì, không có người đọc tụng, không có người diễn thuyết, hiện nay ở Đài Loan là rất giàu có, kỹ thuật in ấn rất phát triển, rất nhiều gia đình đều có một bộ đại tạng kinh. Đặt ở chỗ đó không có tác dụng. Để ở chỗ đó họ không xem Họ không biết thọ trì Đọc tụng vì người diễn thuyết Không biết Chỉ là làm đồ trang sức mà thôi Cái đó không có tác dụng gì Nhất định phải đọc tụng Phải y giáo phụng hành Vì người diễn thuyết Kết tập giả chi ý Cái người kết tập này là Tôn giả A Nan là ý của tôn giả a nan tại ư nhất thiết đại chúng y giáo phụng hành phật chủng vĩnh vĩnh bất tuyệt nhĩ bởi vì đoạn kinh văn này không phải phật thuyết đoạn kinh văn này là a nan thuyết tức là ý của người kết tập này ý của ngài khuyến khích chúng ta y giáo phụng hành khuyến khích chúng ta phải lưu thông phật pháp hiện nay cái xã hội này nhìn từ phía bên ngoài giống như khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh mức sống của mọi người giống như mỗi ngày được nâng cao nếu như mọi người các bạn nhìn nhận như vậy thì chỉ nhìn thấy hiện tượng mặt nổi bên ngoài thật ra cái hiện tượng này bạn cũng chưa có thật sự nhìn thấy rõ ràng nếu như thật sự thấy rõ ràng rồi bạn mới biết xã hội hiện nay loại phát triển này không hề lạc quan vấn đề ở bên trong vô cùng nghiêm trọng hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi làm sao biết được gì tâm lượng nhỏ hẹp trí huệ mỗi ngày một ít dần tham sân si mạng tam độc mỗi ngày một tăng trưởng đây là tam đồng tăng trưởng trí huệ bị che kín rồi còn có tiền đồ gì nữa con người sao không khổ được chứ ngày nay mọi người sống rất khổ tôi năm trước mấy năm rồi dường như là khi lần đầu tiên về đại lục đại khái có lẽ là khoảng chừng bảy tám năm trước khi tôi lần đầu tiên về đại lục để viếng thăm đồng bào đại lục nhìn thấy người nước ngoài vô cùng ngưỡng mộ nhất là chúng tôi từ nước mỹ trở về vô cùng ngưỡng mộ tôi liền nói cho họ biết tôi nói đời sống của người mỹ không bằng các bạn họ giật cả mình họ nói sao không bằng được chứ nước mỹ ở nhà tây nhà nào cũng có xe hơi cũng có tủ lạnh sao không bằng chúng tôi được chứ chúng tôi sống đời sống chẳng ra sao cả tôi liền hỏi họ một câu các bạn lúc đó cũng có không ít người ngồi với nhau các bạn có thiếu nợ hay không tôi vừa hỏi vậy họ liền nghĩ không có đều không có thiếu nợ mà cái này thì tuyệt vời Người Mỹ từ lúc sinh ra đến khi chết đi Nợ vẫn không trả xong Họ bất cứ thứ gì cũng là do mua góp mà có Ngàn ngữ Trung Quốc chúng ta nói Không nợ thì nhẹ cả người Các bạn sống là đời sống của con người Đời sống của họ là gì Cả đời đều là dốc sức làm việc vì trả nợ Trả nợ trả không xong Cuộc sống khổ không thể tả Người Mỹ sao có thể sánh bằng các bạn được chứ Bạn nhìn từ cái góc độ nào Họ buổi chiều mỗi ngày không có việc Có mấy cái bàn nhỏ ghép lại Đậu phộng rang, rượu lâu năm Ở đó cùng uống, nói chuyện phím An nhạc thoải mái Người Mỹ đâu có loại hưởng thụ này chứ Mỗi nơi có lạc thú riêng Cái đời sống đó thật sự là đời sống của con người Chúng ta nhìn thấy họ rất khổ Nhưng đời sống của họ thật sự là đời sống của con người họ là người tự nhiên họ là kết hợp với thiên nhiên đời sống chúng ta sống là đời sống gì vậy chúng ta là biến thành máy móc đâu phải là người là máy móc không phải người rồi cho nên nhất định phải thấy rõ ràng bạn không có trí huệ thì bạn thấy không rõ ràng hiện tại tây phương suốt ngày kêu gào quyền tài sản trí huệ một quyển sách xuất bản là sở hữu bản quyền nghiêm cấm in sao nghe nói hiện nay một cái hộp đĩa hát một bài hát cũng không được đều là sở hữu bản quyền nghiêm cấm in sao tâm lượng nhỏ đến như vậy trong phật pháp là nói lưu thông tận bờ mé vị lai sách phật là quan nghênh in sao công đức vô lượng thế làm sao có thể giống nhau được chứ tôi giảng kinh nhiều năm như thế này ba bốn mươi năm rồi tôi trên một giảng thừa hay nói người ta có một số sách tặng cho tôi cái tôi nhìn đầu tiên là gì nhìn trang bản quyền của nó chỉ cần trên bản quyền là sở hữu bản quyền nghiêm cấm in sao tôi liền bỏ qua một bên tôi tuyệt đối không xem vì sao vậy tôi không có thời gian nhiều như vậy tại vì sao không xem vậy tâm lượng nhỏ như vậy thì có thể viết ra cái gì hay hơn được chứ tôi là có lý do của tôi tâm lượng của phật bao lớn bạn xem tận hư không khắp pháp giới tận bờ mé dị lai bảo bạn lưu thông đây là điều chúng ta nhất định phải biết ngày nay ở trong cửa phật thậm chí là rất nhiều pháp sư xuất gia đã viết một số sách về phật phía sau cũng là sở hữu bản quyền nghiêm cấm in sao Họ chưa có đọc qua Kinh Kim Cang Không những chưa có đọc qua Kinh Kim Cang Một quyển Kinh Phật cũng chưa có đọc qua Bởi vì phía sau của mỗi một bộ Kinh Phật Đều là bảo bạn lưu thông Phật Pháp Không có bảo bạn sau khi học rồi Thì không nên dạy cho người khác Không có loại cách nói này Đều là khuyên bạn tự hành, hóa tha Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đem Phật Pháp lưu truyền đến lâu dài Lưu thông chính là cái ý nghĩa này Chứ đâu phải đến chỗ bạn đây Thì chứ ngại không thông Đâu có loại đạo lý này Ngã bối kim nhật thuyết giả Văn giả Người thuyết kinh Người nghe kinh Người phát khởi pháp hội Người hộ trì đạo tràng Việc mạc bất giai đại hoan hỷ Tính thọ phụng hành Đồng cụ thử nguyện Chúng ta phải đồng tâm Đồng nguyện với chư Phật Như Lai Cùng với tất cả Bồ Tát Tôn giả nan Và các tổ sư đại đức Cụ thử nguyện giả nãi vi chân tính thọ chân phụng hành chân quan hỷ đây là nói rõ tâm nguyện giải hạnh của chúng ta phải tương đồng với phật tâm nguyện giải hạnh của phật ở chỗ nào vậy chính là cái bộ kinh này bộ kinh này là tâm phật là nguyện phật là sự rõ biết của phật đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh là hành vi đời sống cứu cánh viên mãn của chư phật bồ tát chúng ta học được từ trên kinh này rồi Là có thể biến mình thành giống như Phật Bồ Tát vậy Thật sự tin nhận, thật sự phụng hành, thật sự vui thích Thử chánh ngã bối thượng báo tứ ân Hạ tế tam khổ xứ giả Người với người Người với hết thảy chúng sanh nơi bên đều có ân quệ với nhau con người không thể tách rời xã hội để một mình sinh tồn, không thể tách rời chúng sanh, là một thể với chúng sanh, đều có ân quệ với nhau. Chúng ta mỗi ngày ăn cơm là do nông dân trồng, mặc quần áo là do công nhân mai thành tất cả mọi thứ đều phải do tất cả chúng sanh xã hội cấp dưỡng chúng ta phải biết ơn tứ trọng ân cái này chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái thứ nhất là ân cha mẹ thân thể của chúng ta cha mẹ có ân sinh dưỡng Cha mẹ sanh ra thân của chúng ta Nuôi dưỡng thân chúng ta Cái ân dưỡng dục này Cái thứ hai là Ân của Thầy Phật là Thầy Phật Bồ Tát Ân đức của Thầy Thầy là có ân dạy bảo Pháp thân huệ mạng của chúng ta Là có được từ do Thầy khiến chúng ta thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh phật là vị thầy tốt nhất của chúng ta phải biết cái ân đức này thứ ba là ân quốc gia không có quốc gia thì đời sống của chúng ta không được bảo vệ sẽ không được an toàn quốc gia bảo vệ cho đời sống chúng ta được yên ổn an toàn là ân của quốc gia cái thứ tư là ân của tất cả chúng sanh chúng ta giúp đỡ lẫn nhau với tất cả chúng sanh phật pháp dạy chúng ta thường xuyên ghi nhớ tứ trọng ân phải giữ cái tâm báo ân nếu như chúng ta không thể nghiêm túc tu học Thì không thể báo ân Nếu muốn báo đáp tứ trọng ân Nhất định phải y giáo phụng hành Hạ tế tam khổ Tam khổ là tam đồ Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Chúng ta làm sao giúp đỡ họ gì Chúng ta không có cái năng lực này Nhưng mà phải biết vẫn chưa có biến thành Ngạ quỷ xúc sanh địa ngục Nhưng nhìn họ Thì tương lai Sẽ đọa vào tam đồ này Những người này chúng ta có thể giúp đỡ họ Khiến cho họ giác ngộ Họ tương lai sẽ không bị đọa tam độ Chúng ta có thể giúp đỡ là những người này Thử xem những người nào tạo tội nghiệp địa ngục Tạo tội nghiệp ngạ quỷ Tạo tội nghiệp xúc sanh Chúng ta có thể đem đạo lý của Kinh Kim Cang Nói cho họ nghe Họ giác ngộ rồi Đây là vừa quay đầu thì không đọa ba đường ác Đây là hạ tế Tam khổ Cho nên Bản thân y giáo phụng hành Đây là báo ân Chỉ người diễn thuyết Chính là hạ tế tam khổ Duy nguyện chư thiện tri thức Tù thực tính nhi nhập tịnh tính Công phu tịnh tính Còn sâu hơn nhiều so với thực tính Ở trong tịnh tính Một mảy may nghi hoặc cũng không có Đối với lý luận sự thật Chân tướng đều làm rõ ràng rồi Làm sáng tỏ rồi tư hữu vi nhi chứng vô vi Đây là nói chúng ta tu hành công phu khế nhập Cạn sâu từ cạn đến sâu Dĩ thử hành nguyện trang nghiêm Phật độ Là ngay hiện tiền Hiện nay có người đề xướng tịnh độ nhân gian Ở đó hô khẩu hiệu có tác dụng gì chứ Phải thật làm Mỗi người chúng ta đều có thể y giáo phụng hành Đều có thể vì người diễn thuyết Đem Phật Pháp phát dương quan đại Nhân tâm thanh tịnh rồi lìa khỏi tất cả ô nhiễm thì cái thế gian này chính là tịnh độ lão thật niệm phật tức đắc giảng sanh bất thối thành phật bốn câu sau cùng là tối quan trọng tối quan trọng đó thật sự giải quyết vấn đề triệt để cứu cánh viên mãn rồi mấy câu nói này đều là do cư sĩ giang vị nông viết có thể thấy bộ kinh kim cang bát nhã bộ kinh đại bát nhã này đến cuối cùng quay trở về tịnh độ quay về tịnh độ mới là cứu cánh viên mãn chúng ta bộ kinh này đến chỗ này công đức viên mãn rồi a à, di đà phật cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật